chế tác là tôi đã hoàn thiện một cái AV mini với kích thước là chiều cao 2m, chiều rộng 80 và chiều sâu của nó là 65 phân. Trong này là tôi thả 3 đôi chim, 6 con này, 2 con trào mào, 2 con mảnh khuyên, 2 trào mào, 2 mảnh khuyên và 2 con bạc má. 6 con chim này là cứ một cặp, đôi một, một trống một mái. Tất cả là đã được nuôi ăn cám cứng hết rồi. Nuôi tầm 1 tháng cám cứng. Hai con trào mào là đang thay lông. Hai trào mào má trắng đang thay lông. Trong này thì cái phụ kiện thì gồm có một cái để một cái cây để cho chim nó bay nó chuyển. Một cái dây để chim nó chơi này. Một cái tổ để sau này trào mào nó đẻ. Thế và một cái tổ nhỏ nữa. Đấy, tổ nhỏ này. Thì chim bằng má là nó hay ngủ ở tổ. Thế về cống đựng thức ăn thì một cái để cho đây là cám trứng này. Đấy, cái này là cám khuyên này. Cái này cám trào mào này. Cái này là đựng đạm để cho bằng má. Đây là chuối này. Cái hoa quả đặt trên cái thành này để ăn chung. Để hai cống nước. Với cái lượng thức ăn như này đảm bảo thức ăn và nước uống thì đảm bảo là khoảng 1 tuần cho 6 con chim này. Có thể là ở trong này vô tư. Mặt trước thì bằng lưới thép. Hai bên sườn thì bằng kính chịu lực. Toàn bộ khung thép được chế tác, tức là lấy từ cái máy gặp gấu nhập khẩu ở Trung Quốc. Phía dưới là có bánh xe, 4 bánh xe để di chuyển. Bánh xe rất là trơn tru, có hãm, có phanh hãm. Khi dừng ở chỗ nào thì hãm cả 4 bánh luôn. Thế và có hệ thống điện để buổi tối nếu mà muốn thắp lên trường tí, hoặc nếu mà ban ngày trời nó mưa nó phải cắm điện. Một cái bóng tít 3V thôi, 3W, điện 220 nhưng mà bóng tít 3W. Đấy, bóng điện đã được bật sáng. Chim rất là thích.
Một số chỗ nó xước sát, cắt vội sắt đi thì phải sơn. Đấy, một chỗ số thêm thì phải sơn này, giá dưới này, sơn này. Còn bên trong là giữ nguyên này, đây là cái đựng cái rổ này để làm ổ đẻ cho chằm mào. Đây máy gấp gấu nhập khẩu Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh giám định. Nhập khẩu từ máy cho chơi từ Trung Quốc vậy. Này từ năm 13 này. Cái này nhập khẩu về năm 14 này. Đấy, là bắt đầu sơn.
Trong đấy để thêm một cái tổ để cho con bạc má. Bạc má nó hay nằm ở tổ, nó không ấy đâu, nó không ngủ ở cây đâu, tối là nó nằm ở tổ ấy. Đấy là cái tổ cho bạc má. Một cái dây thừng đây là để cho chim nó chơi. Đây là cắt cái cửa này, hình tròn nhỏ thôi, đường kính 10 phân. Có dừng tái càng lại này. Và dọc cái lần này Yeah.